Xin chào quý anh chị khách hàng, bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng máy cầm tay mới mà bên em mới vừa về hàng. Đây là máy chà nhám Superfast. Dòng này thì bên em nhập khẩu trực tiếp, phân phối trên toàn quốc luôn. Dòng này chuyên chà nhám những cái bề mặt tường, phủ, chà sơn, vữa. Đây, bây giờ thì em sẽ khui hộp xem cho mọi người xem qua về cái máy chà nhám này thì có những cái phụ kiện như thế nào. Lần này về thì thiết kế rất là đẹp, logo và cả thương hiệu Superfast. Thì máy chà nhám hộp rất là chắc chắn. Bây giờ em sẽ khui vào cho mọi người. Thiết kế của máy chà nhám của bên em thì có cả thứ bụi, đây là dây ống dẫn bụi vào cho trong cái thứ bụi này, khi mình chà thì những cái bụi bẩn cái rác thải sẽ được hút vào đây, giảm thiểu được tối đa cái lượng bụi trong không khí cũng như là bảo vệ sức khỏe cho người thi công. Đây là máy chà nhám. Máy chà nhám thương hiệu Superfast, dòng này thì có công suất của nó là 1050W với 6 tốc độ điều chỉnh. Dòng này thì có đèn LED xung quanh này, rất là sáng và tiện dụng cho sử dụng ở những cái không gian hẹp hoặc là những không gian tối. Tốc độ vòng quay của nó là từ 800 đến 1800 vòng trên 1 phút 1 giây. Đây, có thiết kế tay cầm và có điều chỉnh tốc độ. Cái tay cầm này thì chúng ta có thể chọn bên nào thì chúng ta có thể lắp vào bên đó để sử dụng. Đấy. Như thế này. Rất là nhẹ và dễ cầm. Đi kèm với máy là sẽ có bộ lá số như thế này. Bộ lá số này thì bên em có bán rồi nha mọi người. Có các lá số từ 150mm và có các lá số từ 1-6 như thế này. Tùy vào cái đầu số và sẽ có cái những cái độ nhãn miễn khác nhau, để khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ phù hợp. Sử dụng cho phù hợp các đầu số như thế này, 180, 240. Đấy, sẽ có những cái đầu số phù hợp. Bây giờ thì em sẽ test máy cho mọi người xem qua nhé. Khi khởi động thì chúng ta đàn ấn vào đây. Bây giờ thì em sẽ test cho mọi người xem qua về cái lực chà, công suất cũng như là cái cách mà sử dụng cái dòng này. Đây, đầu tiên khi chà nhám tường chúng ta sẽ dán cái lá số nha, chà nhám này lên, áp vào đây ạ. Bây giờ em sẽ thử nhé. Dòng này là có 6 tốc độ điều chỉnh từ 1-6. Bây giờ em sẽ thử tốc độ thứ 1 trước. Đây là hệ thống đèn LED của máy. Đấy, rất là sáng. Sử dụng cho những cái hẹp hoặc là những cái không gian tối, rất là thuận tiện cho người thi công luôn. Đây là công tắc của đèn LED. Hiện tại thì bên em đang cung cấp cái dòng máy chà nhám này với hai loại, đó là máy chà nhám cầm tay và máy chà nhám cán dài. Với các đầu lá số chà nhám như thế này bên em có cung cấp rồi và phân phối trên toàn quốc luôn. Hàng này là bên nhập khẩu trực tiếp và luôn tuyển sĩ đại lý với một cái chính sách rất là ưu đãi. Cảm ơn anh chị đã xem video. Anh chị nào cần thì cứ liên hệ bên em.